sẽ là ai? Ai sẽ mang cho ta tiếng cười? Người kế tiếp sẽ là ai? Mang nụ cười mê say vui trong phút giây. Người kế tiếp sẽ là ai? Một tình huống ngây thơ hay là bất ngờ? Ai sẽ là người mang đến màn kịch vui nhất? Ai sẽ là người gây bất ngờ nhiều hơn? Nơi tìm kiếm tiếng cười mới, nơi tìm kiếm hình hài mới, nơi tìm kiếm gương mặt mới. The Next Comedians, nơi tìm kiếm tiếng cười mới, nơi tìm kiếm hình hài mới, nơi tìm kiếm gương mặt mới. The Next Comedians. The Next Comedians xin chân thành cảm ơn những thương hiệu đã đồng hành cùng với chương trình. Hoang Chum Jewelry, Statue, S365 USA Trading, 405 Cabinets and Stone, Noble Five Jewelry, CLLampsupply.com, chuỗi nhà hàng Five Star Huế Restaurant, Jane Art, tập đoàn mỹ phẩm cao cấp Hương Thị. Và bây giờ, welcome to The Next Comedians. Take the cash, live the laugh. Ha ha ha. Mình tên là Hạnh Ngọc. Mình đến từ Anaheim. Công việc của mình á, thì là đang làm nghề cắt tóc. Chị á, là bản thân á, là chị không có hài, chị rất là nghiêm. Nhưng mà bạn bè thì nói không, đi đi, tại vì á, mày có cái mặt nó cũng hài lắm, thử coi làm sao. Đã đến đây rồi thì mọi người hãy tự tin lên để thể hiện bản thân của mình. Và đây là một cuộc vui, các bạn đừng nên quá là áp lực. Thì mong mọi người và tất cả mọi người ở đây và ủng hộ cho Hạnh cái cuộc thi này nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình The Next Comedians, Take the Cash, Live the Laugh. Và sau đây sẽ là phần thi của thí sinh Hạnh Ngọc. Dạ, em xin kính chào ban giám khảo, em chào anh Đồng Sơn, chào chị Hồng Đào, anh Hồng Tam. Và chào các anh chị khán giả có mặt trong buổi tối hôm nay. Dạ, mà em là gia phụ thôi, tại chị run quá, em ra em phụ. Ồ, em gia phụ thôi mà em ra nói giùm bạn em vậy luôn đó. Dạ, dạ em nhường lại. Ủa vậy Hạnh Ngọc là ai? Dạ. Tại vì ra nói anh tưởng em là Hạnh Ngọc không? Ra dạ. Chị tưởng em thi không luôn đó. Dạ, dạ em chủ yếu chỗ đó đó. Biến của người ta đó. Sau đây là phần thi của thí sinh Hạnh Ngọc. 90 giây xin được phép bắt đầu. Má về con ơi. Má đi má nhanh lắm má. Có 1 phút rưỡi má đi kiểu đó hết. Má đi đâu mới về vậy má? Má đi công viên mới về hả má? Không, má đi hiking. Hả? Má bị Parkinson mà má đi hiking. Má hiking, má leo núi, má đi với ai? Má nói nhỏ nghe con. Má đi với John hàng xóm á. John? John nào? John kế bên nhà hả? Ông John mà bị Alzheimer hả? Ông lãng trí hả? Trời ơi, má bị Parkinson, ông John bị lãng trí. Họ hai người lên núi làm gì anh chởn, nên lạc làm sao? Má lạc với anh John cũng được con. Trời ơi, thương quá, thôi má. Họ đây thương lắm mọi người ơi. Họ nhanh lắm. Mấy chục năm nay á, má tôi sống con vậy à, nuôi tôi. Từ lúc ba tôi mất đi rồi á, bởi vậy cái mặt mê chai lắm, không có chai, thiếu chai mà. Bởi vậy, có chai xong quên tôi luôn. Tại sao má bỏ con? Má không bỏ. Phải không? Ừ. Vậy con tên gì? Má nhớ con là ai không? Nó là John. Đó, John nữa, John hoài à. Thôi thôi, ăn đi má, ăn, ngồi ăn má. Trời má ơi. Má, sao má run dữ vậy má? Hết rồi. Kết thúc 90 giây của vòng thi đầu tiên. Dạ. Cho em được lời nhận xét từ ban giám khảo Hồng Đào. bạn thi chính thì không nói, rồi bạn thi phụ thì nói rất nhiều, thì chị nghĩ là tụi em có những cái mảng miếng rất là thông minh. Bởi vì cái đầu tiên mở màn ra thì tự nhiên chị chú ý tới cả hai em, và nhất là chú ý tới bạn thi là bạn im lặng từ đầu tới cuối. Mình nghĩ là khi mà bắt đầu xuất hiện mà diễn thì bạn sẽ có những cái bước phá. Từ giây thứ nhất đến giây 90 thì chị chưa thấy cái gì hết á. Chị hoàn toàn không thấy một cái gì ngoài trừ là em cố em dạ một cái tạo hình bà già đó, vậy thôi. Ngoài ra thì hoàn toàn chị không thấy bất cứ, và chị không có cảm giác này. Chị tìm từng câu một để mà chị có thể cười để cho tụi em qua một cái phần này, bởi vì chị rất là ấn tượng trong cái lúc cái màn mở màn mà em im lặng để cho người phụ diễn trả lời cho em. Nhưng mà tiếc cái là trong 90 giây là hoàn toàn không có một cái gì có thể làm cho chị cười được. Dạ, thì em bạn diễn em cũng cố gắng hết sức. Ví dụ như em cũng nói bạn ấy chuẩn bị một cái tâm lý là tại vì mình không có cái kinh nghiệm, mình lên đây chủ yếu là mình lấy một cái trải nghiệm. Nếu mà được hay không được thì tụi em vẫn là vui. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ không, cho dù tụi chị biết là tụi em rất là mới, tụi em rất là không kinh nghiệm, nhưng mà mình phải thấy được cái sự duyên dáng trong những cái đối đáp. Còn đây là hoàn toàn, thì coi từ đầu cuối là chị hoàn toàn chị không thấy có một cái câu nào mình có thể cười được. Cho nên chắc có lẽ là chị xin lỗi tụi em nha. Có lẽ là mình sẽ trở về để mình làm lại một cái tiểu phẩm sao cho nó vui hơn, để mang lại tiếng cười cho mọi người hơn ha. Xin cảm ơn chị Hồng Đào. Ban giám khảo Hoài Tâm, anh có thể cho thêm lời nhận xét đối với hai bạn thí sinh không ạ? Anh nghĩ chị Đào đã nói rất là đúng. Cho dù là anh nghĩ rằng là em nói là giả sử như là nói đúng câu nêu nha, thì anh cũng không có thấy có cái ga cười. Thật, không có cái ga cười ở trong đó. Quan trọng em nói chữ cũng không có rõ. Em nói cái chữ mà đi hai kinh phải không? Mà anh nghe là hài kinh gì đó rồi. Anh không nghe rõ. Và quan trọng nhất là mình phải nói rõ. Nhất là những cái câu em muốn nói là em già, lụm cụm, bị Parkinson mà em vẫn đi hiking, em kêu John. Những cái thứ đó là em muốn thì phải nghe cho nó rõ. Bây giờ anh nói như vậy nè, anh thì anh không có gì ngoài tiền hết đó. Cho nên thật sự đối với anh, dạ cho em $100, anh sẽ ủng hộ tinh thần. Anh thích làm khó người khác. Anh Sơn ơi, anh hãy cho hai bạn một lời nhận xét đi ạ. Với anh thì khi mà em bước ra đó, rồi em nói chữ hông mà em rung vậy đó, thì anh thấy rất là có tiềm năng, có triển vọng. Nhưng mà rồi sau đó khi mà em diễn, em quên đi cái vai đó, thì anh thấy em hơi bị tuột cái chỗ đó. Nhưng mà rồi cái story nó như thế nào thì anh vô cùng tò mò muốn biết sau đó là những gì xảy ra. Và một cái điểm thứ hai nữa là tụi em là những người chưa từng bước lên sân khấu, cho nên anh muốn khuyến khích. Anh sẽ cho em một cái khuyến khích. Xin chúc mừng hai bạn đã giành giải thưởng $100. Cho em nói bạn diễn em là máy đi về đi chị. Về đi chị, $100 mình về mình đỡ nhục chị. Ha, đi. Không, lúc này bà già nhập mã rồi trời. Phải không? Nhập rồi. Trời ơi, quá nhập con mệt lắm á. Vậy bây giờ double on nothing. Nhập rồi thì phải chơi chứ. Dạ, nhập rồi. Qua rồi chưa? Tụi em nhớ lấy những cái tự nhiên hồi nãy, đối đáp tự nhiên nãy để cho cái phần thứ nhì nha. Tại vì nãy giờ đối đáp tự nhiên rất là duyên dáng. Khi vô kịch thì nó bị hơi sượng, cho nên lấy cái đối đáp này để vô cho phần sau nha. Sau đây là phần thi ở level 2 của thí sinh Hạnh Ngọc. 90 giây xin được phép bắt đầu. Má, con cá má, nhà mới nè, nhà mình sen mà má. Con cho má ăn cơm với cá, ăn cơm cá sen. Ăn ké. Không, nhà đủ điều kiện mà ăn ké gì trời. Ăn cơm với cá, không có ăn nhà người ta, ok. Ăn ké. Không, đang ăn nhà nha. Không có ăn ké người ta, ăn nhà. Cái con này, ta nói nó là ăn ké là con té nhẹ xương. Trời ơi, mệt quá ghê vậy. Ăn ké thì nói ăn cớ, ai hiểu. Trời ơi, má, tiếng Trung của má đó, con qua Mỹ lâu rồi. Má nói thì má phát âm cho nó rõ, má cứ dạy hoài à. Thôi giờ má trả lời con mấy câu đi cho con hiểu luôn đi. Được, con cá đó má. Rồi má nói làm sao? Con ké. Con gì? Con ké. Trời ơi, rồi con dao. con dao, con vô, rồi cái bao, là cái bố. Trời ơi, cái này mới ghê nè, cái này mới ghê nè. Ông John nói sao? Honey. Trời ơi, ông John honey nữa, mệt nó quá à. Con nói thiệt với má nha, ông John á, bây giờ mà con có tiền á, con muốn sát thủ liền. Con quan vớt ông liền chứ má, vậy hoài sao được má. Mày mà giết John hả? Má, sao má? Mày bước qua xếp mé rồi. Không, má, con không muốn sát thủ. Tiền có ăn lấy đâu muốn sát thủ má. Không, bỏ má. Mày muốn tao đi quyền với mày hả? Không, mày muốn tao đi quyền hả? Má. Kết thúc 90 giây. Sau đây em xin được mời lời nhận xét đến từ ban giám khảo Hoài Tâm. Lúc mà tụi em giao đãi ở ngoài đó thì anh này thấy rất là vui. Nhưng mà chắc lúc mà vô trong kịch rồi em lại khớp lại. Bắt đầu cái chữ nó bị rí rồi anh cũng không nghe rõ. Anh ước gì là em nói cá rồi tiếng Trung mình nữa là fish giống vậy ha, đổi lại. Chỉ có em được cứu được có một cái là ông John gọi liền em chuyển với thành honey. Thì anh cười tí xíu được chỗ đó thôi, chứ trong cái tiểu phẩm anh cũng không có cười rất là rõ. Và anh không có nghe rằng là từ đầu giờ không có giao đãi là em là người Trung hay là giờ tự nhiên đến đây là ké, thì bây giờ ké giống như em ép anh là phải cười trong cái đó thì anh không có cảm được liền. Em nhìn chị Hồng Đào căng quá. Dạ, thì căng thẳng quá. Anh thì anh rất là ủng hộ, rất là thương luôn đó anh, nhưng mà anh thôi anh có tiền mà anh. Dạ thưa, đúng như tiêu chí. Dạ ban giám khảo Hoài Tâm rất là dễ dãi à. Cứ thí sinh xin là cho. Vậy thôi em xin được phép mua qua người đàn ông thứ hai, anh Đồng Sơn ạ. Giống như Hoài Tâm nói đó, thì cái vấn đề tụi em nói về cái ngôn ngữ là cái con cá, con ké gì đó thì nó cũng ok đi. Nhưng mà tụi em lặp đi lặp lại nhiều quá, cảm giác như em đang cố gắng làm cho người ta hiểu đó là cái gì, thì nó mất đi cái hay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh thấy cái kịch bản này nó chưa đủ duyên dáng để mà làm cho anh cảm thấy là anh happy. Tại vì ngay từ cái vòng đầu anh đã không happy rồi, nhưng mà anh muốn kéo dài để mà anh xem coi cái khúc sau nó là cái gì. Nhưng mà đáng tiếc rằng là mặc dù anh rất là thương hai em, tại vì hai em từ xa tới mà mới gặp nhau mà kết nối với nhau để mà tạo ra những cái tiết mục như thế này, thì đó là một cái điều rất là khuyến khích. Thì anh đã khuyến khích một lần rồi, nhưng mà qua cái lần thứ hai này anh nghĩ rằng là anh sorry là anh không thể bóng nút cười cho em nha. Không cảm ơn anh nha. Cảm ơn em. Dạ. Nói rồi, đi về đi, nãy lấy 100 đợi nhục nghe, làm giờ nhục quá rồi, dọn bàn đấy chị. Tụi em vẫn còn một tia hy vọng mà. Ban giám khảo Hồng Đào thương chị từ mình nhỏ rồi. Hãy cho hai bạn trẻ tia hy vọng cuối cùng đi nào. Thực ra thì khi mà bạn này tên gì? Dạ em tên là Ngọc Phạm. Ngọc Phạm, khi Ngọc Phạm nói là rớt rồi, nhục quá thì chị nghĩ thế này là cũng không có gì nhục đâu mà. Tại vì nếu mà nói là cái kiểu mình bị diễn, mình diễn mà mình không làm cho khán giả cười, hay mình khán giả phê bình mình diễn không hay, thì nếu mà những cái này mà mình nói nhục thì có lẽ chị nhục rất là nhiều trong cuộc đời của chị. Bởi vì thực sự có ảnh. Vì thực sự ra ví dụ chị làm 10 cái hài kịch thì đâu đó chỉ khoảng được 2 cái là khán giả chấp nhận thôi, còn 8 cái kia là hầu như khán giả phê bình góp ý ghê gớm lắm. Nhưng mà từ những cái phê bình góp ý đó, từ cái nhục đó để mà chị có thể cố gắng hơn, để mình làm hay hơn mình thôi. Thì chị nghĩ trong cái cuộc thi này thì là với những cái lời phê bình của tất cả mọi người thì cũng là một cái kinh nghiệm cho tụi em. Nhục cũng được, buồn cũng được, nhưng mà để có, nếu mà tụi em có niềm đam mê muốn yêu nghề nữa thì mình sẽ thi thố trong những lần khác ha, để cho mình tiến bộ hơn. Chứ còn chuyện mà diễn bung miếng hài ra, diễn kịch hài mà bị chê, bị không cười, bị nói là vô duyên, thì chị có lẽ trong cuộc đời chị cũng rất bị nhiều lời chê, và nhờ đó thì mình nghĩ ra cái cách để mình có thể mình tiến bộ hơn ha. Chị xin lỗi tụi em. Chị vẫn không thể tặng tụi em một cái mặt cười trong đợt này, nhưng hy vọng là trong cái mùa tới thì có thể chúng ta cùng gặp nhau và cùng tặng nhau một mặt cười ha. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tên của em là Hồng Quân, còn đây là người bạn diễn thân thiết của em tên là Kim. Và nhóm của chúng em có tên là Kỳ Lân Sông Hợp. Tại vì sao? Hai chúng em đều sinh năm 1990. Tuy cái mặt nó trẻ vậy thôi nhưng mà 33 tuổi rồi, tuổi con ngọ đó, con ngựa đó, cho nên mới lấy cái tên Kỳ Lân để bay lên cầu vồng lấp lánh đủ màu hết đó quý vị. Dạ, thật chắc thì em là cái đứa đăng ký đi thi, còn Kim là em dụ đi thi với em. Tại vì Kim có một cái tố chất quá là ngôi sao, quá là nghệ sĩ, là em hốt về đội của em liền. Một chương trình The Nail Voice, chương trình ca hát, thí sinh được yêu thích nhất. Tại vì là ai cũng nói là em đi thi lộn chương trình đó đó, hát không ra gì nhưng mà lên hài kịch quá trời. Ai cũng kêu thôi em đi thi hài đi cơn. Chắc thì bây giờ chắc em nghĩ em kiếm đúng chương trình em thi rồi đó. Chưa có kinh nghiệm sân khấu, còn rất là sợ khán giả. Mấy bữa này là phải dỗ lắm, kêu đi lên đi, không có gì đâu, sợ khán giả dễ thương lắm. Người ta sẽ yêu mến mình thôi mà vẫn sợ. Cái động lực nó tạo nên cái sự sáng tạo. Thì những cái mảnh miếng trong đời sống hàng ngày á, mình nghĩ là ô, mình viết lại liền để có một ngày nào đó mình sẽ phô trương những cái tiếng cười đó đến với khán giả mà người ta đã biết mình qua cái chương trình ca hát từ trước. Kính mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ chương trình The Next Comedians và những vòng tiếp theo, những cái hài kịch tiếp theo của nhóm Kỳ Lân Song Hợp của Quân và Kim, để cho hai chú Kỳ Lân này sẽ được bay cao, bay xa nha. Tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Hồng Quân cùng bạn trợ diện bé Kim. Dạ, lời đầu tiên cho em là thí sinh có tên Hồng Quân. Và em và là Kim Mập. Và together chúng em là nhóm có tên Kỳ Lân Sông Hợp. Phải dính vô vậy nó mới hợp đó. À đúng rồi. Dạ, chúng em xin chào quý vị ban giám khảo. Ngày hôm nay anh chị Hồng Đào, anh Sơn và anh Hoài Tâm, và toàn thể quý vị ban giám khảo và nhà tài trợ ạ. Rồi sao? Quyết định hơi chưa? Hơi nha. Tụi tôi nha. Ok. Vậy là tụi em đã sẵn sàng rồi đúng không? Dạ. Sẵn sàng. Rồi, 90 giây của thí sinh xin được phép bắt đầu. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Vui vẻ lắm hay sao mà hát mà họ? Trời đất ơi, mới sáng sớm bước vô cái tiệm nail, nhìn cái mặt con nhỏ chủ tiệm nó hắc ám. Sài Gòn nó đang đẹp diễn số ngang vậy luôn à. Bởi sao biết không? Cái mặt của bà nó hắc ám quá, nó giống như cái là bãi tha ma Bình Hưng Hòa mà nó ở xa thiệt là xa. Mà bà có la cũng không có ai đi ra, mà chỉ có mấy con ma nó nhìn vô cái mặt bà nó cười ha ha ha. Mày nói xiên nó xỏ tao gì đó Quân. Tôi nói thẳng vô cái mặt của bà mặt chứ nói xiên nói xỏ gì bà đâu bà Kim. Trời ơi, chủ tiệm nail gì mà cái mặt nó chạo quạo giống như cái dĩa thịt heo quay mà nó bị thiêu, bị thúi. Cúng ông địa, ổng còn chê, ổng kêu trời ơi cho tao ăn chuối. Nè em, tao nói mày á, mày là người miền Trung. Mà tao nghe nói người miền Trung họ ngọt ngào, họ dễ thương vậy đó. Sao mà câu nào câu nấy ra khỏi cái mỏ mày á, nó mặn chết vậy? Ủa, ai nói bà tôi người miền Trung? Chứ mày gì? Tôi là người miền Bắc đó má. Mày là Bắc? Bắc gì? Bắc xéo sống. Ủa là gì? Là bóng xéo sắt đó má. Nãy giờ tôi chặt má lên bờ xuống ruộng đó má, không thấy hả? Trời đất ơi mày quỷ quá. Nè mà ăn cục kẹo đi cho ngọt ngào cái nết của mày lại. Kẹo này kẹo gì? Thôi ngọt lắm, tôi không thích ăn kẹo ngọt đâu. Trời sao vậy? Bởi vì ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Ê ê ê ê. Cả thế giới đều biết tôi gay. Đã hết 90 giây phần thi cho hai bạn thí sinh của mình. Em hỏi anh Đồng Sơn đi, giám khảo neutral, anh nhận xét như thế nào về hai bạn thí sinh? Với Hồng Quân thì anh đã từng gặp em ở một trong chương trình ca nhạc. Anh nhớ rằng là cái hồi trong chương trình ca nhạc đó, anh mỗi lần anh coi em là anh cười quá trời cười luôn. Em đã là một thí sinh mà em bước lên sân khấu, như anh đã từng nói với em rằng là em bước lên là anh thấy muốn cười rồi. Tại vì em có một cái sự duyên dáng mà trời xanh. Nhưng mà rồi hôm nay em cùng dẫn thêm một người bạn diễn cũng rất là duyên dáng luôn. Nhưng mà chỉ có một cái là cái phần trình diễn của tụi em nó chưa được ăn rơ lắm, chưa được ăn ý lắm. Mà để cho nó hết giờ mà nó vẫn chưa xong cái phần trình diễn của mình thì nó là một điều hơi đáng tiếc. Rất là tò mò muốn thấy những gì em sẽ làm ở những cái tiết mục kế tiếp. cho nên anh sẽ bấm cho em một cái cười đầu tiên. Vậy là mặt cười đầu tiên đã đến từ giám khảo Đồng Sơn. Chị Đào ơi, em thấy chị ghi cũng nhiều lắm đó. Chị có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình về hai bạn thí sinh và phần thi của họ không ạ? Chị rất lưu ý với Đồng Sơn là ở Hồng Quân có cái nhân dáng, cái khuôn mặt, cái miệng và cái nụ cười thì nó dễ mến lắm, nó dễ làm cho người ta mềm lòng, cho người ta thấy nhẹ nhàng, cho dù đang có cái gì vất vả lắm mà nhìn em người ta cũng thấy là vui vui. Phần 1 như thế này thì chị nghĩ là chắc có lẽ là em sẽ dễ dàng để vượt qua. Đôi khi có những cái chị hay nói, mình hay có những cái mình nên liên hệ với thực tế, chẳng hạn như là em hát là Sài Gòn đẹp lắm, trời ơi, sáng nay tôi vô tôi gặp bà trong chủ tiệm nail rồi, tại sao em có thể nói là Cali đẹp lắm để vô gặp tiệm nail? Tại vì ở Mỹ thì tiệm nail nó sẽ thiết thực hơn, nó sẽ thực tế hơn đó, thì mình sửa những cái địa danh đi để cho mình nó phù hợp với những cái xã hội mình đang sống đó. Ở trong cái phần 1 này chị nghĩ là với cái cách trình diễn của em này nhẹ nhàng, không có over thì nó rất dễ thương, thì chị sẽ cho em cái mặt cười. Nhưng mà phần sau, tại vì chị biết em là người Huế đúng không, người Trung đúng không, người trong Đà Nẵng, dạ. À, người Đà Nẵng đúng không, Chirimi hả, Sướng Hỷ á. Dạ. Thì chị mong là có thể là em sẽ sử dụng cái ngôn ngữ của mình để mang lại tiếng cười cho khán giả nhiều hơn ha. Một điều anh rất là thích ở nơi Quân là somehow anh thấy Quân có phản phất của anh ở trong đó. Và kiểu như là chắc ông trời ông cho mình một cái trời sinh một cặp đó. Có nghĩa là hả, trời sinh một cặp không, anh không dám làm một cặp với em đâu. Dạ, một cặp là hai đứa tụi em là cặp rồi đó. Em biết tại sao, tại vì anh nói đến vấn đề mà được blessing, có những con người đó khi họ được cái trời phú cho, khi mình nhìn cái người đó cái thì mình cảm mến, mình thích liền một cái khuôn mặt rất là dễ thương. Anh thấy em cũng có cái đó, giống anh, mà anh thì anh biết được cái đó là từ nhiều người nói với anh như thế. Anh biết đây là vòng 1, $100, anh biết em có nhiều chiêu lắm, em không có thả như vậy đâu, cho nên anh cũng sẽ cho em một cái, mặc dù là cái mặt cười của anh là nó chỉ giúp thêm động viên tinh thần cho em thôi, nhưng anh vẫn cho em. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị. Các em đã nhận được 100 đồng và những lời khen từ 3 vị giám khảo. Tụi em quyết định đi tiếp hay dừng lại? Double on nothing. Dạ, cho tụi em quyết định đi tiếp. Chơi là chơi tới cùng. Vậy tụi em nói đó là bởi vì nó dài 5-6 phút. Điều gì? Bạn trẻ Hồng Quân vừa có một lời giải thích nhắn nhủ nhỏ nhờ em gửi đến ban giám khảo, là bởi vì đây là bạn chuẩn bị một cái tiểu phẩm dài từ 3 tới 5 phút, cho nên bây giờ bạn xin phép sẽ cắt nó ra từng khúc để bạn sử dụng tiếp theo. Tức là cắt 4 khúc đó lấy 1.000 đúng không? Quá đáng à. Rồi, coi cái khúc 200 của nó làm sao nè. 90 giây của thí sinh Hồng Quân và bé Kim xin được phép bắt đầu. Ê, tao nói nghe nè. Nói. Giờ tao thấy ngành nail á, nó cạnh tranh dữ quá. Đúng đó trời ơi. Hay là tao với mày á, đổi nghề nghiệp á, cho nó khác đi. Làm nghề gì vậy? Tao biết rồi, tao nghĩ kỹ rồi. Mình bước chân vào vào showbiz đi. Nhanh vào mà nhanh nổi tiếng lắm. Được không? Được. Giờ bạn nhìn thử tôi làm gì để nổi tiếng. Mày xoay qua vòng cho tao coi coi. Được. Tao nghĩ rồi. Mày nên đánh bóng tên tuổi mày đi. Đánh bóng tên tuổi mà. Ừ. Ê, vậy nói nghe nè. Giờ cái tên tuổi của tôi á, nó còn thiếu cái đánh nữa thôi đúng không? Chứ bóng á là tôi đã bóng lộ ra luôn rồi nè. Bóng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn rồi nè má. Còn bà đó, bà làm gì để bà nổi tiếng mà nói tôi nghe coi. Tao hả? Tao sẽ thi hoa hậu Miss Grand. Bà thi hoa hậu. Ừ. Đi vòng thử coi, coi đậu không? Trời ơi, mày coi chị mày nè. Kim Nguyễn Miss Grand Texas. Xí cái nết vẫy tay đó là cái nết làm gái nha. Hoa hậu người ta chào vậy nè. Vẫy vậy là vẫy cách làm gái. Lại nè, hoa hậu làm gái bỏ đi cơn không được đâu. Không đậu hoa hậu ra đây đi. Lại đi. Ừ. Trời ơi, tao nghe nói á. Tao nghe nè. Trời ơi, tao nghe nói ông Hoài Tâm á, ông mở cái chương trình thi The Next Comedians gì đó. Tao nghĩ hai chị em mình nên thi hài kịch đi nha, cho nó nhanh nổi tiếng. Bây giờ kết thúc. Cảm ơn phần thi của hai bạn. Như tiêu chí lúc đầu là anh Tâm sẽ là người rất là dễ dãi trong những nụ cười. Em thấy ảnh ngồi coi say sưa và cười, thì kỳ này ảnh không có giết gì hết. Thì anh ơi, anh cho em biết anh cảm nghĩ như thế nào về cái phần thi tiếp theo của hai thí sinh? Anh không biết gì hết, tại vì anh enjoy coi hai bạn diễn. Anh thích Quân lúc nào cũng vậy, cũng có hay nghĩ ra nhiều cái miếng hài mới. Và một hai cái punchline. Cái phần 1 là em gì? Bóng xéo sắc là gì? Là bắt xéo sống là bóng xéo sắc. Cái đó đối với anh cũng mới nghe. Anh rồi trong cái này thì anh lại nghe được một cái mới nữa gì? Đánh thiếu cái đánh nữa thôi, chứ bóng là bóng lộ ra đánh rồi. Đánh bóng tên tuổi. Em lộ lắm luôn đó. Anh chỉ muốn nhắc em biết một điều thôi là em nói là giờ làm nail cạnh tranh lắm hả? Showbiz còn cạnh tranh hơn đó em. Em có chắc chưa? Chứ là showbiz khó lắm em, nhất là làm hài đó em. Và anh thấy được sự duyên dáng của hai em. Dạ. Anh sẽ ủng hộ tinh thần cho tụi em một cái mặt cười. Tại vì anh muốn coi coi cái dòng kế tiếp em làm gì nữa. Cảm ơn anh. Mặt cười đầu tiên đã xuất hiện. Chị Đào, cái khúc 200 này nó hay hơn cái khúc 100 hồi nãy. Tức là tụi em có tiến bộ. Yeah. Tuy là những cái ga cười của tụi em nó không cười vỡ òa ra, nhưng cũng làm cho người ta vui lòng. Người ta cũng nhoẻn miệng người ta cười. Chị thấy tụi em có một cái là tụi em diễn rất là nhẹ nhàng. Không có căng thẳng, không có căng cứng, không có cố nhấn nhá để lấy tiếng cười, mà tụi em diễn rất là nhẹ nhàng. Cái điều đó là điều chị rất thích. Và khúc 200 hay hơn khúc 100, có nghĩa là chị sẽ cho tụi em một cái mặt cười trước đã. Cảm ơn chị. Mặt cười thứ hai đã xuất hiện, nhưng mà em vẫn muốn lắng nghe ý kiến từ anh Đồng Sơn. Em khai thác cái đề tài mà bóng thì anh thấy anh bắt đầu hơi, tại có lẽ anh biết em, tại em đã từng nhận em là gái thẳng, đúng không? Em bị một cái bất lợi là anh đã biết em, và em đã khai thác cái đề tài đó giống như Tâm vừa mới nhắc đó. Đối với anh thì anh nó chưa có áp phê, anh làm cho anh cười lắm, nhưng mà anh chỉ cười được một cái điểm mà cái điểm đó lại không lại đến từ người phụ diễn của em, có nghĩa là em làm cái Miss Grand rất là tức cười. Bây giờ anh không bấm để mà anh muốn em cố gắng hơn ở cái vòng kế tiếp. Ok. Cảm ơn em. Cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Đồng Sơn. Kết thúc level 2, bạn Hồng Quân và bé Kim đã nhận được phần thưởng trị giá 200 đô. Chúc mừng em. Bây giờ triple or nothing. Dạ, tụi em quyết định chơi tiếp, chơi tới cùng. Chơi hết luôn. Chơi tới luôn. Đúng rồi, cỡ đô của Quân là không thể nào dừng lại đây. Em mà dừng lại đây là anh nói thiệt, anh buồn em lắm. Em muốn làm anh Dương. Ok. Rồi, chơi. Rồi, phần thi ở level 3 dành cho thí sinh Hồng Quân và bạn diễn phụ bé Kim xin được phép bắt đầu. Ê, tao nói nghe nè, tao mới nghe nói á, nghệ sĩ Hoài Tâm mới mở cái chương trình thi The Next Comedian á. Hay là tao với mày đổi qua hài kịch đi. Tao nghĩ á, mình sẽ giật giải luôn đó mày. Được không bà? Được. Không được đâu bà ơi. Sao? Ông Hoài Tâm á, ổng không có ưa tôi. Mắc gì không ưa mày? Trời ơi, bà cứ bắt tôi đào mộ quá khứ không hả? Tôi kể cho bà nghe. Mày kể tao nghe. Mấy năm trước tôi đi thi cái chương trình ca hát á. Có ông Hoài Tâm đó, họ mời ổng làm MC. Rồi cái tên của tôi là Hồng Quân đúng không? Đúng rồi. Rồi ổng lên sân khấu, ổng giới thiệu tên tôi nè. Và sau đây xin mời thí sinh Hồng Quân. Trời đất ơi, rồi lúc đó mày có mặc quần không? Có má, tôi mặc cái quần màu đen mà nó dài sọc từ cái sân khấu Sài Gòn Grand Center ra tới Phước Lộc Thọ. Mà ổng nói tôi không có mặc quần, nó nổi máu dịch lên với ổng không? Mà tôi ghìm xuống, tôi ghìm cái nết của tôi xuống, tôi nói anh Tâm, anh giới thiệu tên em nó hơi bị sai sai rồi đó, anh giới thiệu lại giúp anh. Cái ổng lên sân khấu. Rồi ổng nói sao? Ổng lên lại. Và sau đây giới thiệu lộn thì giới thiệu lại. Xin mời thí sinh Quần Hồng. Trời ơi, mình biết cái quần gì? Tôi nói quần màu đen mà. Ê, mà cái quần ở trong màu hồng nha. Sao biết hay là chả đi rình tôi. Chả đi rình tôi. Cái tôi nổi cái máu sản hậu, nổi cái máu sân si của tôi lên. Tôi đứng trên cái sân khấu chuyên nghiệp mà cái mỏ tôi nó tạo nghiệp. Tôi nấm ổng, tôi chửi, tôi đòi quýnh ổng, cái ổng ghim tôi tới giờ. Giờ mà mình đi thi cái chương trình ổng đánh rớt tụi mình đó bà ơi. Phần thi 90 giây của hai bạn đã kết thúc. Quân ơi, hiện tại chị đã thấy được hai mặt cười đến từ giám khảo Hồng Đào và giám khảo Hoài Tâm. Nhưng mà anh Sơn cũng đang rất là trầm ngâm. Anh có thể là người đầu tiên đưa ra nhận xét cho hai bạn thí sinh vào level 3 này không ạ? Trước hết thì anh nói với em nghe nè, anh nhận thấy em là một người comedian mà theo cái trường phái mà aggressive humor, có nghĩa là một cái người mà sắc séo, người hài mà sắc séo, thì cái phần này đúng là em đó. Yeah. Bây giờ em phải sắc séo thì em mới dễ thương, em mới có duyên được. Yeah. Còn em hai cái vòng trước em hiền quá. Yeah. Cho nên nó chưa giống em nhưng mà bây giờ giống nè. Anh không bấm là bởi vì anh muốn chờ coi em làm cái gì nữa chứ chắc chắn là anh sẽ phải bấm rồi. Dạ. Cảm ơn những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Vậy là kết thúc ở level 3, thí sinh Hồng Quân và bạn diễn bé Kim đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo với mức giá 600 đô và giành tấm vé đi trực tiếp vào vòng bán kết. Quân ơi. Dạ. Bây giờ là level 4. Dạ. Với mức tiền thưởng lên tới 1.000 đô. Dạ. Bây giờ em có muốn lấy 1.000 về không? Hồi nãy trả lời là 1.000, nếu mà em không được là bị mất 100, là còn lãnh được có 500 nhưng vẫn được đi đến vòng bán kết. Cho em xin phép được giải thích một xíu với ban giám khảo là bây giờ là cái vòng 4 này là sẽ tiếp tục cái miếng hồi nãy của cái vòng 3 luôn. Okay. Thì là nó sẽ tiếp diễn, cho nên là cho tụi em một xíu cái thời gian lặp lại cái câu nói mà vừa bị cắt đó. Lấy trớn hả? Lấy trớn để bay cắt cánh lên đó anh. Dạ. Ông Tâm đó, ổng ghim tôi lắm. Mình đi thi cái chương trình của ổng đó là ổng cho mình rốt đó bà ơi. Trời ơi, mắc gì ổng ghim mày. Mày để tao nói ổng cho. Ổng hết ghim mày liền à. Sao bà nói ổng được? Trời ơi, tao kể cho mày nghe nè. Hồi xưa chị mày á, sắc đẹp như điêu thuyền vậy đó. Trời ơi, hồi xưa ổng nói ổng yêu tao, ổng mê tao lắm mày ơi. Ổng mê bà lắm hả? Xí đứng qua bên đây, đứng qua bên. Anh Tâm sẵn có anh Tâm ba mặt một lời giùm em cái. Bà nói hồi xưa bà đẹp như điêu thuyền, mà giờ anh nhìn cái thay của bà, anh muốn điêu đứng chưa? Rồi đó, anh nhìn cái nết của bà nó quá là điêu ngoa đi. Rồi anh nhìn cái tiệm nail của bà nè, giờ nó điêu tàn luôn rồi. Anh còn cái gì để anh mê mày không? Bắt đầu mày xàm quá rồi. Xàm gì đúng thôi chứ. Trời ơi, tao nói nè, ý tao muốn nói đây á là ổng mở cái chương trình gì đó để cho kiếm bằng cái tâm cái quyết của ổng. Rồi á chương trình The Next Comedians đó ha. Đúng rồi. Trời ơi, rồi á ổng muốn kiếm mấy nghệ sĩ chuyên sân. Ông kiếm nghệ sĩ chiên trứng để qua quán hương làm đầu bếp hả? Chiên trứng à, trăng chính hả? Trời ơi, Mỹ con đẻ ở Mỹ nó học tiếng Việt chưa có tới. Trăng chính bị đặt xài mấy cái từ Hoa Mỹ chi vậy? Trời ơi, tôi nói gì cho nó sang. Này là sang trắng tâm lý đó má, sang bằng tất cả đó má. Trời đất ơi, thôi giờ là bà nói được ổng mà tôi quyết định đi thi với bà luôn đó. Được, tính tao đi. Được, vậy thời giờ sao nè, tụi hai chị em mình đăng ký đi thi The Next Comedians liền bà ơi. Vậy kết thúc. Dạ, kết thúc. Chắc em phải mời giám khảo Hoài Tâm một lần nữa, bởi vì em lại thấy anh rất là say sưa để quan sát phần thi của hai bạn. Hai đứa mở cái miệng ra anh coi còn cái lưỡi trống không. Thời kịp quá, hết giờ muốn thiếu điều nhai nuốt cái lưỡi luôn à. Kim hả? Dạ, Kim. Thật sự ra nãy em có mention là em ngày xưa là em giống điêu thuyền đúng không? Thì bây giờ anh nghĩ là điêu thuyền là một trong tứ đại mỹ nhân. Và bây giờ thì em vẫn còn, trong mắt anh em vẫn còn là một trong những tứ đại mỹ nhân. Bây giờ một trong tứ đại mỹ nhân đó có tên là Tây Thi. Và em thì anh thấy giống như Tây Tho. Là to thay đó. Không, vẫn là một trong tứ đại mỹ nhân. Anh vẫn rất yêu em. Và nhất là mình cùng một màu áo, rất dễ thương. Ai xin ở Mỹ em nói. Dạ. Đừng chăm đó. Đừng chăm, đừng chăm. Em xin ở Mỹ hả? Dạ em xin đẻ ở Mỹ. Wow. Xin đẻ ở Mỹ dạ. Xin lỗi dạ, bạn gái mà xưa anh chưa có kịp thời gian để tìm hiểu em. Em ơi, em kiếm bạn diễn em là một người American born giống vậy mà em nói tiếng Việt như vậy, anh hơi bất ngờ, anh không biết luôn. Dạ. Đọc được cái script của anh, đọc được cái văn bản tiếng Việt của anh. Wow. Nhưng mà trong cái lúc tập với nhau phải sửa cho si rất là nhiều từ. Dạ. Cho nên là cũng phải bỏ rất là nhiều. Bạn ở Texas, em ở Cali. Rồi tập sao? Dạ FaceTime. Rồi nhà của She thì mới có vấn đề hậu sự thì chỉ mới được gặp nhau, tính là gặp nhau 15 ngày trước khi thi, nhưng mà đùng một cái nhà của She có hậu sự cho nên chỉ gặp nhau được 2 ngày trước khi thi là She bay qua đây. Dạ, mới tập lúc đó. Dạ. Anh thì em biết rồi. Dạ, dạ. Anh bắt đầu đã thấy là anh là fan cuồng của hai đứa cho nên anh cho cái mặt cười. Nhưng mà anh nhắc em vậy nè, anh thấy em rất là lanh. Cái vụ hồi nãy em nói là em đã dùng cái chữ sang chấn tâm lý trước rồi đúng dạ. không? Thì em biết là hơi bỏ vô đây nữa thì dạ. gãy sao em đắp thêm một miếng liền đó dạ. Anh thích liền cái đó dạ. Đã sang gì? Sang bằng tất cả. Sang bằng tất cả lẹ dạ. dễ sợ. Tại vì sang chấn tâm lý đã lúc mà giao lưu em nói rồi cái dạ. em ý em dùng cái miếng này rồi xong em đập thêm miếng nữa dạ. Thì vì cái miếng đó anh thấy rất là duyên. Em nghĩ là dạ. sự lanh lợi của em trên sân khấu. Em nhớ em nói cái này mình nói rồi dạ. Bây giờ bắt sang bằng tất cả. Quá hay. Cảm ơn cho em cái mặt cười. Một mặt cười đầu tiên đã xuất hiện. Chị Đào ơi, chị hãy cho các bạn thí sinh nhận xét như nào. Tại vì tụi em có một cái như thế này là tại một cái tiểu phẩm tụi em chia ra làm 4 lần yeah. Cho nên để mà mong cầu một cái sự khác thể hiện khác mình hơn thì là không có. Cho nên yeah. là Hồng Quân lại lặp lại những cái gì mà từ trước đến giờ em lặp lại yeah. Và khi mà mình coi quá nhiều một cái tính cách nhân vật như vậy thì mình sẽ không có còn thú vị như trước nữa yeah. Nhưng mà lần này thì chị lại có ấn tượng với lại bé Kim hả? Em yeah, là bé Kim hả? Bé Kim. Tại vì chị thấy em như giống như là fearless girl đó, là em không sợ hết đó, em diễn là em diễn à. Em tin như là chắc, mà cái sự tự tin trên sân khấu nó rất là quan trọng. Tức là em nói câu nào em tin câu đó. Hồng Quân còn có vẻ diễn xuất yeah. còn cố tình diễn xuất, nhưng mà riêng bé Kim là hoàn toàn là thích kỳ là nói có đó và hoàn toàn không sợ hãi gì hết. Thì lần này chị lại có ấn tượng với lại bé Kim yeah, nhưng mà có một cái đáng tiếc là bé Kim lại không có là người thí sinh dự thi đúng không yeah. Cho nên chị ba lần trước, tức là cái khúc 600 là chị rất hài lòng, nhưng mà tới cái khúc 1000 thì có lẽ là cho chị cất lại lần sau yeah. để chị coi là Hồng Quân sẽ làm cái gì cho những lần yeah. sau nữa nha. Dạ yeah. Cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo Hồng Đào. Anh Đồng Sơn hãy cho lời nhận xét đi nào. Đồng quan điểm với chị Hồng Đào. Bởi vì sau khi em trình diễn xong cái phần 3 thì trong lòng anh á, anh muốn là thôi dừng đi, dừng. Tại vì anh thấy rằng là em chọn cái material này cho cái này á, thì anh biết trước là nó sẽ làm cho anh bị nhàm. Nếu như mà em có một cái sự chuẩn bị kỹ là em biết cái format của cuộc thi mình là chỉ yeah. diễn 90 second thôi yeah. Anh hy vọng là bây giờ em đã được vào vòng bán kết rồi yeah. Anh muốn rằng là khi mà em vào vòng bán kết em sẽ có những cái tiểu phẩm khác mà nó thích hợp với cái format của chương trình yeah. Và em làm đúng với cái tinh thần đó thì anh nghĩ là em sẽ được đi xa lắm nha yeah. Còn cho cái tiết mục này anh xin lỗi là 100 anh nghĩ chắc đối em không nhiều đâu, tại vì em đồ đọc khá nhiều quá. Cái này có nhà tài trợ riêng chứ em không làm được tiền như vậy. Cho nên cho anh được phép và không bấm nút này nha. Dạ, dạ. Yeah. Em cảm ơn. Okay. Cảm ơn. Cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Đồng Sơn. Vậy là kết thúc ở level 4. Bạn Quân đã không có lấy được 1000 đô từ phía ban giám khảo. Nhưng không sao em ạ à. Em đã already giành tấm vé bước tiếp vào vòng sau rồi. Em hãy lấy sự nhận xét của ban giám khảo để làm kinh nghiệm cho vòng tiếp theo nha. Cảm ơn tụi em. Có một điều em lo lắng thì là cũng là do em đã từng gặp mặt được anh Đồng Sơn và anh Tâm thì cũng đã từng làm giám khảo của một chương trình em thi rồi, thì người ta đã biết mình quá nhiều thì em sợ những cái sự lặp lại nó sẽ khiến người ta ít vui hơn, người ta bị lờn bởi những cái mảng miếng của mình rồi, thì cái đó chắc là em phải về và em phải tạo những cái gì mới mẻ hơn, một cái sự đánh bóng lại. Em phải đánh bóng lại cho nó bớt sần. Dạ, để lần ra mắt tiếp theo với anh Tâm và anh Sơn nó sẽ có một cái điều gì khác biệt hơn. Yeah. Bây giờ tụi em đã vô trực tiếp vòng trong rồi yeah. Thì bây giờ tụi em cố gắng hơn yeah. nữa. Mình phải phát huy hơn. Tại vì như tiêu chí ban đầu của bé là bé đến đây là vì đam mê, vì yeah. muốn show lên cái sự tự tin cùng với cái năng khiếu diễn của mình. Chứ yeah. bé không có quan trọng vấn đề tiền bạc giải thưởng đâu yeah. Thì chị chúc các em vào cái ngày thi tiếp theo sẽ giành tiếp tục phần thắng để đi vào chung kết nhé. Yeah. Chương trình cũng rất là hân hạnh được sự bảo trợ của công ty CLLampsupply.com. Xin chân thành cảm ơn ạ. chào quý vị, tôi tên là John Văn Lê, cũng là DDJJJ John Văn Lê. Xin chào mọi người, đây là Thanh Nhã. Thanh Nhã sẽ trợ diễn cho John, cho nên là hy vọng rằng những tiểu phẩm của John sẽ được mọi người đón nhận và John cũng có cái cơ hội để mà đến với cuộc thi này. Một cuộc thi rất là tốt phải không? Dạ. Yeah. Đúng rồi. Có trải qua cũng lâu năm rồi. Thì đóng trên đóng vui trên Coaching Night của trên đại học. Giống như mỗi đi khi mình tổ chức cái Coaching Night gì đó, mình đi đến chỗ đó mình coi người ta đóng kịch làm sao. Thì John cũng có một phần trong đó, thì thích đóng kịch. Thì John tôi cười vui vẻ. Áp lực cũng có, tại vì mình hơi khó. Mình khó bởi vì mình muốn cho, ví dụ như không có quen đứng camera lắc thì mình phải đứng im cho mình. Tại vì mình biết chắc cái bữa quay là máy sẽ lấy hình. Mình khó những cái đó là trong cái nghề mà, tại vì thật sự John là cũng đâu có quen sân khấu. Với một cái cương vị DJ nó khác. DJ John cũng DJ trên những sân khấu lớn, vẫn ca sĩ lớn nhưng mà chỉ đứng một chỗ chơi nhạc. Mục đích John đến cái chương trình này á, là giúp vui với mọi người, làm mọi người cười vui trở lại. Mọi người ráng cười cho John vui nhé. Và ngay bây giờ thí sinh tiếp theo xin giới thiệu với quý vị khán giả John Văn Lê. Và phần thi của John Văn Lê bắt đầu. Xin chào ban giám khảo. Tôi tên là John Văn Lê. Biệt danh của tôi là John Văn. Phải. Lộn. Sorry quý vị. Lú. Tôi kể quý vị nha, tôi quen con trẻ này. Nó qua bên Mỹ mười mấy năm rồi. Mà nó còn kiểu Việt Nam gặt luôn. Tôi á thì thích ăn hamburger, french fry. Ngon quá quý vị. Còn nó hả? Suốt ngày á kéo đầu tôi đi ra ngoài ăn cái lẩu mắm của quán Hương. Mà vậy nữa còn thêm hộp vịt lộn xào me nữa chứ. Bởi vậy tối nào hả cũng cãi lộn luôn. Tại sao? Miệng nó mắm không luôn. Mà vậy á tôi, quý vị ơi, kể quý vị nghe nha. Bởi vậy á cãi lộn nhau vậy á mà tôi thấy vui. Tại sao? Mỗi lần mà tôi chửi nó, cãi lộn với nó chửi tôi tiếng Việt hả, tôi không hiểu gì hết. Mà tôi chửi lại tiếng Anh á, nó cũng không hiểu luôn. Quê xì dầu. Mà nhờ lại á, chúng tôi á chơi nhau đến bây giờ. Không phải, xin lỗi, chơi với nhau đến bây giờ. Trời ơi, tôi mệt tiếng Việt này quá. Nói sai một chữ á, nghĩ khác liền à. Ôi, kìa, từ nãy kìa, phải không? Anh thấy không? Anh Hoài Tâm với chị Hồng Đào kìa, cười hoài luôn. Trời ơi, tôi chắc chắn hai người đang nghĩ bậy kìa. Trời ơi, thôi tôi phải về á, không nên con dậy lên nắm đầu tôi về á. Hết giờ. Và một tràng pháo tay dành cho phần thi của John Văn Lê. Xin nghe những lời nhận xét từ chủ quán Hương, anh Hoài Tâm ạ. Hi John. Hello anh. Tâm biết John rất là lâu, nhưng mà thời đó giờ dạ, em biết John rất là lâu. Tại vì John Văn Lê là one of the best DJ của Orange County. Cảm ơn. Và biết John hồi đó giờ bạn JBL không ạ. Hôm nay em mới biết được spell out hết từ John Văn Lê. Một cái điều mà em cái này có tính là stand up không chị Đào? Cái này là stand up. John hỏi rằng là cái câu chuyện này là đời thật của em luôn đúng không? Hay... Dạ đúng rồi anh. Dạ. Anh biết credit đến những người làm stand up, tại vì họ kết hợp những cái câu chuyện của đời thật của họ, họ bỏ vô và họ thấy ra cái dí dỏm đó. Là coi như bạn gái em là người mà thích ăn mắm thiệt luôn. Dạ. Mỗi lần cái đó là em chỉ thích ăn hamburger thôi. Dạ. John qua Mỹ bao năm rồi? Dạ qua hồi 8 tuổi anh. 8 tuổi, wow. Yeah. Oh, ok. Wow, 8 tuổi mà đến bây giờ John vẫn được cũng nói được tiếng Việt như vậy, vẫn giữ được tiếng Việt. Và mình là DJ, mình chỉ chơi nhạc Mỹ rồi này nọ. Mà em còn thích đi thi The Next Comedians nữa. Em thích làm diễn viên hả? Diễn viên. Tại ông nhỏ cũng thích đóng kịch. Tí em cũng coi chị Hồng Đào từ nhỏ đến giờ đến vô. Cũng ái mộ chị. Biết chị Hồng Đào từ 8 tuổi mà giờ vậy là chắc ra được cái số tuổi chị Hồng Đào rồi đó. Thì anh thấy như này, anh thấy được nhiệt huyết, đam mê, passion của em. Và quan trọng là anh nghĩ rằng là một cái câu chuyện mà em viết thật như vậy, nhất là những người làm stand up, anh hoàn toàn là thích. Cái mặt cười. Và mặt cười đến từ giám khảo Hoài Tâm. Còn với giám khảo Đồng Sơn thì như thế nào? Anh đánh giá cao về sự nhiệt tình của em, sự cố gắng của em và cái tài năng của em nữa. Mặc dù anh thấy rằng là đối với anh nha, không biết là em khi em diễn em có tự em quay lại em coi lại những gì em diễn hay không, nhưng mà nếu như em làm thì anh nghĩ rằng là em nên coi lại và em sẽ thấy rằng là nhiều khi cái material em đang diễn là tốt rồi, nhưng mà cái hành động của em, cái action của em hình như nó hơi over. Với cái bài diễn này của em, anh thấy được cái sự cố gắng của em, nhưng mà đối với anh nó không có cái sự bất ngờ. Mà trong cái hài, mà nhất là hài độc thoại, anh đang trông chờ một cái bất ngờ mà không xảy ra thì nó đáng tiếc. Độc thoại thì nó sẽ hay với người này mà sẽ không hay với người khác, và vui với người này và không vui với người khác. Với anh, mặc dù anh không vui với cái phần trình diễn này của em, nhưng mà anh hy vọng là em sẽ thuyết phục anh được ở lần thứ hai. Cho nên anh sẽ cho anh một cái cười. Cảm ơn anh nhé. 2/3 mặt cười đến từ vị trí ban giám khảo. Lời nhận xét đến từ giám khảo Hồng Đào. Lời góp ý của Hoài Tâm cũng như của Đồng Sơn đó, thì chị nghĩ là em sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì chị rất đồng ý với Đồng Sơn là tức là những cái hành động của em nó hơi over một chút xíu. Mà thường thường người ta nghĩ giống đầu thế này nè, là mình diễn hài là cái hành động mình phải over một tí. Chẳng hạn đi bình thường không sao, chị thấy đi bình thường không sao nha, nhưng mà nếu diễn hài là phải đi chẳng chẽ thì cho người ta cười. Nhưng thực sự nó không phải cái đó. Cái là cái niềm tin chân thật ở bên trong của mình á, mình và khi mình nói một câu nào ra mình tin là câu đó khán giả sẽ cười thì mới thuyết phục được khán giả. Riêng em thì em có một cái bề ngoài rất là sáng sủa, rồi lại cái kịch bản á, cái script, cái tiểu phẩm của em á, những cái lời thoại thì tuy là không có bất ngờ giống như anh Đồng Sơn mong muốn, nhưng chị thấy có một cái nó rất đúng tâm lý của vợ chồng, tức là của người yêu, tức là hai người ta không hiểu nhau, người ta ít cãi nhau lắm. Một người nói tiếng Anh, một người nói tiếng Việt, cho nên không hiểu nhau là thôi như vậy cho nó khỏe, tại vì không ai hiểu ai hết. Thì chị thích cái điều đó ở em. Và thêm phần là biết Tâm nói là lại chơi DJ nữa, thì em lại có thêm một cái tài đó nữa, thì chị lại ái mộ thêm. Nhìn em thì có vẻ là người hiền lành đúng không? Dạ. Tại vì nè, chị có một kinh nghiệm thế này của một người có chút xíu kìa chị. Không, đây là một người ta có cái giải thưởng về tattoo, tức người xăm đó. Tức là những người nào xăm mà lòi cho mọi người thấy, đó là những người đó không giữ. Còn mấy người mà xâm mà không cho ai thấy, mấy người nó mới giữ thiệt sự. Chọc em chơi thôi, chứ thực rồi chị sẽ tặng em một cái cười để cho em đi bước tiếp. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Và 100 đô đầu tiên dành cho John Văn Lê. Mình đã mang về giá trị tiền thưởng là 100 đô, anh có thi tiếp không ạ? Dạ, thi tiếp. 90 giây dành cho John Văn Lê. Bắt đầu. Dạ, trời, tôi phải về, không nên con gậy tôi, nó nắm đầu tôi đó. Ủa nó, nghe tiếng á. Ôi, ngung gạo quá. Làm gì mà sáng giờ tôi gọi hoài không nghe nói vậy? Dạ, tôi đang tập trung vô thi nè, The Next Comedian nè. Trời ơi, cái mặt ông lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ. Còn tiếng Việt của ông á thì ông gặn thấy mắc mệt luôn. Ông mà đậu là tôi cười nè. Bà cười á, tôi mới vô vòng 2 nè. Chết cha rồi, tôi cười làm sao tôi đánh đàn đấy. Bà mày quýnh đẳng vậy, bà quýnh tôi có đó. Quýnh rồi nào. Nè, quýnh nè. Đau không? Đau chứ. Đau mới quýnh, không đau quýnh làm gì? Ôi. Gọi lại đại biểu. Dạ. Sáng giờ cái tập thể dục tập chưa? Ơi, đang tập nè. Ông á nha, ông á mà cui quá hả, đi chợ về á mà tập không có đàng hoàng, chết cho tôi nghe không? Dạ. Trời ơi, trời, ngu gì tập, tập mệt quá. Có cái này, xịt nữa mới được. Thôi, đồng ơi, mỏi quá. Môi pha được, môi xanh. Xin nữa cho bà tin. Ồ, chưa đủ. Mình phải làm gì bà mới tin mình mới được, tránh thương mới được. Không nên bà bắt mình làm công việc nhà. Rồi, nhiều việc nữa. Thôi, mình có cái này, lấy của bà. Quên, chưa đủ. Mình hay luôn. Tên đọc là nó. Bà về. Và thời gian kết thúc. 90 giây do phần thi level 2 của John Văn Lê đã kết thúc, thưa quý vị. Và xin nghe lời góp ý từ giám khảo Đồng Sơn ạ. Phần trình diễn thứ hai này của em, anh sorry là nó không có gây cho anh một cái ấn tượng gì hết, tại vì nó vẫn chưa có một cái gì mới đối với anh. Và có một cái sự phụ diễn nó làm cho anh bị distract nhiều hơn là những gì em đã diễn một mình trước đó, cho nên là anh không thể bấm cái nút cười cho em được. Anh mong là em hiểu cho anh nha. Cảm ơn em. Anh Hoài Tâm thấy thế nào? Có cái này Và hồi nãy cái dòng kia thì chị Đào có nói rồi, mình cái diện overact thì anh không nói lại nữa đâu, anh không chấm cái đó. Anh giống như ở trong cái phần này 90 giây thì cái miếng hài của em là em muốn là khi vợ về thì sẽ xịt vô mặt, đúng không? Là mình đã tập thể dục rồi, hoặc là mình làm quá. Nhưng mà cái đó là cái miếng giống như là khi mà cô vợ đi rồi thì em phải nằm coi tivi, em làm một cái gì đó. Mặc dù là tụi em đã gài trước là cô vợ về mà không biết làm cái này là sẽ bị chửi, bị đánh. Nhưng mà khi con vợ đi thì em phải làm một cái gì đó, chứ phải em đi rồi em chuẩn bị mấy cái này, em đi em phải nằm đó em làm gì đó, rồi con vợ vừa về thì em bất thình là em không biết, ôi chết cha, bây giờ nó về mà mình chưa có mình không có tập thể dục này nọ là nó sẽ quýnh mình, nó sẽ chửi bùa bới mình. Thì mình thấy cái gì mình đang chụp cái này mình mới sạch thì người ta mới ập vô, người ta cười mình được. À, cái phản ứng của mình là vậy, người ta mới cười. Còn bây giờ em chuẩn bị em làm hết rồi, đến lúc mà tụi anh coi hết rồi đâu có gì để thấy đâu, cô vợ cũng la rồi thì em cứ nằm. Còn không thì mình diễn là cô vợ nằm, à tao về rồi, à về rồi thôi không sao hết, tao đã tập thể dục rồi này nọ, không chưa có thấy cái đó. Cho nên thật sự là anh hiểu cái miếng của tụi em muốn làm, nhưng mà nó thấy thì chắc chưa được. Dạ anh cũng có tiền nhưng mà thôi anh tiết kiệm cho sponsor. Hello quý vị và các bạn, lại là Mai đây và kế bên Mai lại là cặp đôi xứng đôi vừa lứa, anh John và chị Nhã. Sau khi kết thúc cuộc thi rồi thì anh và chị cho em biết cảm xúc của mình như thế nào đi. Cho John nói trước đi, tại John là người thi ha. Cũng có một phần hồi hộp đi, em thấy anh quá hồi hộp đâu có một phần đâu. Đi cái thời gian đó, đi nhanh quá. Biết sao nãy trước khi thi nắm tay thấy lạnh ngắt. Bình thường là anh sưởi ấm cho mình, mà nãy trước khi thi lạnh mình cứ phải kêu hít thở vô, hít ra hít ra. Đi mình quên là đừng có move around too much. Nhưng mà Nhã rất là cảm ơn cuộc thi này, bởi vì cho Nhã với lại John được cái cơ hội lên sân khấu. John thì lên sân khấu làm DJ đó, nó khác, tại vì mình có cái dàn máy mình tập trung vô cái music, mình không có phải ra ngoài mình diễn, nó totally different. Cho nên nó là nhân cái cơ hội này là một cái dịp mà để mà John nhìn lại coi nếu John muốn làm diễn viên thì John phải cần như thế nào. Tại ở nhà nhiều khi mình đang tập mình nói anh đừng có move, em anh quen rồi đó, rõ ràng lên, vì cái moving mà nó làm một cái giống như là chưa có chỉnh chu mà mình thay đổi thì chắc chắn là sung quá sai được. Mà chắc chắn là khi đến với một cái lĩnh vực nào mới mình phải vấp ngã, thất bại là mẹ thành công, đúng không? Vui, mình thấy vui. Và hôm nay mình thấy nhiều bạn thí sinh trời ơi, không có phải là professional mà quá lấy lòng được khán giả lẫn ban giám thảo, là một cái điều tốt mà để cho tụi mình học hỏi. Rất là hay, một chương trình mà mình thích lắm. Thật sự là người Việt Nam mình có cái câu là thua keo này ta bày keo khác. Thì em cũng rất là mong muốn là chương trình sẽ còn nối tiếp những cái mùa tiếp theo để cho anh với chị hoặc là những cái bạn trẻ nào mà còn đam mê hoặc là còn muốn thách thức bản thân mình lại một lần nữa để coi coi lần này mình có vượt qua hay không, mình có chiến thắng hay không, còn có cơ hội quay lại. Thì hy vọng gặp lại anh chị sớm nhất có thể. Cảm ơn cảm ơn anh chị. Và một lần nữa chương trình rất hân hạnh được sự tài trợ của công ty 405 Cabinets and Stone. Cảm ơn quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Công Anh Dũng, năm nay tôi 78 tuổi. Được biết mình là thí sinh trẻ tuổi nhất thì tôi thấy mình biến thành một cái mầm non tôi rất là thích. Tôi về hưu đã 14 năm rồi. Thành ra công việc hiện nay của tôi là mỗi ngày tìm cách giết bớt thì giờ nhàn rỗi. Trời xanh tôi ra với lại bố mẹ tôi đẻ tôi ra đó thì có ban cho tôi một cái tính là thích làm cho người ta vui. Cho nên là giữa một cái đám đông, nhất là đám đông bạn bè hoặc là ở một cái nơi open mic vui vẻ như thế này thì tôi rất thấy tự tin, thấy giống như mình ở nhà vậy thôi. Tôi xin mọi người hãy ủng hộ tôi, mặc dù bây giờ chưa tới mùa bầu cử tổng thống, nhưng hãy vote cho tôi trong cái cuộc thi The Next Comedian này. Chú Trần Công Anh Dũng với số tuổi là 78 tuổi. Xin mời chú. Kính chào ban tổ chức, kính chào ban giám khảo cùng tất cả các quý vị có hiện diện ở trong thính đường. Khi ghi danh vào chương trình này, tôi được nghệ sĩ Hoài Tâm phong cho cái danh hiệu là thí sinh trẻ nhất. Thì thật tình, từ bé tôi với mê sân khấu lắm, nhưng không có duyên với sân khấu. Thành ra là từ lúc nhỏ, tuổi măng non đã muốn lên sân khấu rồi. Nhưng mà không ngờ cho đến bây giờ, măng non thành ra măng khô rồi, tôi mới được lên đây. Thì thấy nãy giờ các bạn trẻ lên diễn, ai cũng có bạn cùng diễn. Có lúc để hội ý với nhau, có lúc hất nhau để ăn mừng. Đời tôi cô đơn. Tôi ôm theo cái bó này tôi mua ở trong chợ. Trước hết là để cho đỡ cô đơn. Tôi để nó vào đây. Ông bà mình cứ có cái câu nói là ra ngõ gặp gái là xui. Thì hôm nay tôi đang mang một cái vận xui trong người. Khi mà ra khỏi nhà để đi thi đó, vừa mới ra tới ngõ, ngoài đầu ngõ thì gặp ngay một bà hàng xóm. Bà này là bà người Bắc. Tôi cũng biết ông chồng bà sơ sơ, nhưng mà ông chồng bà đi đâu vắng rồi. Thì bà chặn tôi lại, cũng hỏi thăm vài câu: anh khỏe không, chị khỏe không? Thì tôi mới cũng thần khẩu hại sắc phàm thôi. Tôi hỏi lỡ một câu là: anh lối này sao chị? Thế bà chơi nguyên một bài: chồng em lúc ở nhà thì vào ngấn ra ngơ, lâu lâu lại làm được mấy câu thơ trắng phèo. Xin cảm ơn. Chồng em có những ngày dài và những đêm thâu, ra khỏi nhà mà chẳng biết đi đâu không về. Nhiều lúc về khuya, thật khuya, khi về mặt mũi bơ phờ, khi về quần áo sờ xác, má hóp hai con mắt lom sâu, áo lấm lem về bết tóc dâu, không biết là đem mồ hôi tưới vào những đầu. Dạ, phần thứ nhất đến đây chắc là còn giờ không ạ? Dạ, nãy giờ là chú thi chưa? Ủa? Nãy giờ chưa thi hả? Dạ không, dạ. Con nếu như chú chưa vượt vòng vừa rồi, đối với chú là thi, con vẫn công nhận nha. Dạ. Dạ, chú có lấy 100 không chú? Lấy chứ. Lấy chứ anh. Đó, riêng câu này thôi đã có 3 mặt cười, và chúc mừng chú có được 100 đô. Yeah. Đầu tiên. Yeah. Thank you, thank you. Sang phần 2 luôn. Dạ, bây giờ sang phần 2 luôn. Dạ, chú Dũng ơi, chú xuất sắc quá à. Nhưng con không thích. Sao vậy? Tại vì chú gạt con. Chú nói là chú chỉ, chú gửi cái clip là chú nói chứ con không nghĩ là chú lên chú đọc tấu mà chú giải cái stand up như vậy. Con tưởng đâu chú lên chú hát vài câu rồi chú nói chú lên hát vài câu rồi vậy chú biết như đó thôi. Thì là chú rất là duyên dáng mà kể câu chuyện đời thường quá tuyệt vời luôn. Dạ. Không dễ gì được Hoài Tâm mà khen như vậy, thật là chú phải đi mua insurance cho cái mũi này không thôi. Trời ơi chú. Thưa quý vị, ban giám khảo chúng ta hãy tiết kiệm lời khen lại, tại vì chúng ta vẫn còn 3 vòng để khen chú nữa mà. Bây giờ rồi, hãy cùng lắng nghe và hãy cùng xem. Cái phần thứ nhì đó, tức là liên quan đến cái giỏ chợ này. Tôi ở trong chợ ABC đi ra, vừa mới ra khỏi chợ bị một ông cỡ chừng 45 tuổi, ông húc vào té một cái vỡ hết một nửa trứng rồi. Thì đang giận ông ấy thì nhận ra cái ông này là một cái cậu hồi xưa cũng ở hàng xóm với tôi. Cậu ta thấy một cái ông khác cũng cỡ 40-45 tuổi, tức là cũng xin lỗi, cũng cái hàng như là con tôi. Thì tôi nhớ đây là hai cái người nhỏ nó vẫn đến xóm nhà tôi nó chơi. Thì hai thằng này ôm nhau nhảy cái tưng lên rồi. Nó hỏi thăm gia đình rồi hỏi thăm cha mẹ của nhau. Thì cái anh thứ nhất hỏi anh thứ nhì là: lối này tí má mày sao, tao nhớ hồi xưa má mày dữ lắm, ba mày thì ham chơi, Còn cái thằng thứ nhì thì nói là ba tao cũng hiền, má tao cũng hiền. Thì bây giờ tôi sẽ hát một lúc là người thứ nhất nói cho người thứ nhì nghe, lúc thì người thứ nhì nói cho người thứ nhất nghe. Cho tôi lấy hơi chút xíu. Rồi mình lấy hơi, mình hát và mình vô bắt đầu thi luôn đúng không chú? Bây giờ bắt đầu. Tía tao từ khi có tiền già, ít khi nào thấy ông ngồi nhà. Nếu không ta ngoài buôn xa, cũng đi vòng và chen ga. Càng lúc ông càng đi xa. Má tao dần lên mặt hầm hầm, sáng trưa chiều nghe bà lầm bầm. Cái ông già này thiệt vô tâm, cứ lo bạc bài chẳng lo làm ăn. Càng lớn lại càng hư thân, mà càng già ông càng mất nết. Việc nhà một mình tao làm muốn chết, tía tụi mày không biết giúp tao chút nào hết. Già rồi ông còn bao năm, mà tiền già thì được bao lắm. Phải để dành mua đất, có nơi mà nằm. Cậu thứ nhì, tía tao thì không đi sòng bài, ông theo bạn ông đi nhậu dài dài. Weekend nào cũng nhậu lái rai, mỗi ông chỉ vô một hai chai. Mà nói, oh my god, mà nói dai thiệt là dai. Mà tao thì liêu hai đã kết thúc, 90 giây cho năm hai đã kết thúc cô chú ạ. Hiện tại chú chỉ đang mới chinh phục có một mặt cười của giám khảo Đồng Sơn mà thôi. Dạ. Và phần quyết định còn lại chú có cơ hội giành phần 200 đô giá trị giải thưởng hay không. Quyết định không hỏi anh Hoài Tâm nữa, hãy hỏi giám khảo Hồng Đào. Bởi vì giám khảo Hồng Đào là người chăm chú nghe nhiều nhất, bởi vì chú hát về tiền già. Astiva. Dạ, con đang hỏi là giờ chú Asiva chưa chú? Dạ chưa. Tại sao vậy? Tại vì chưa gặp Hồng Đào, thành ra chưa đổi ý. Thật sự ra là con rất là ấn tượng với cái màn trình diễn của chú. Thứ nhất là chú có một cái giọng rất là hay, cái giọng rất là ăn microphone. Dạ, yeah. Giọng chú mà giọng rất rõ ràng. Cái giọng này là giọng của dành cho những người của sân khấu á chú. Đài từ, nhấn trọng âm, chủ từ, động từ, tất cả nó rất rõ ràng. Và tất cả những câu hát của chú, những câu thoại của chú con nghe rõ mồn một. Và đây là một trong những cái lợi thế hàng đầu khi mình là người của sân khấu. Yeah. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là con nghĩ là thời trai trẻ chắc chú cũng đẹp trai lắm hả chú? Tôi cũng không nhớ nữa. Chứ bây giờ chú đẹp lão lắm. Dạ, chú lên sân khấu chú cũng rất là sáng sân khấu. Dạ, cảm ơn. Và một trong những cái quan trọng nhất là cái kịch bản. Kịch bản đó là chú viết hay sao chú? Dạ, thưa tôi viết. Quá hay, quá tuyệt vời. Dạ. Tại sao con không gặp chú sớm hơn để con lấy kịch bản của chú con đi diễn? Để sau này con phải xin số phone của chú. Tại vì kịch bản của chú quá duyên dáng. Chú sáng sân khấu, tiếng nói quá hay. Kịch bản chú quá duyên dáng, chú diễn như không diễn thì không có cái gì mà không muốn cái mặt cười này nữa. Dạ, quá ơn, xin cảm ơn. Và hai chiếc mặt cười trên 3 mặt cười đã giúp chú đi vào vòng trong là chắc rồi. Nhưng con vẫn muốn nghe lời nhận xét từ anh Hoài Tâm với tiết mục vừa rồi. Lúc nãy con nói đó là chú Dũng gạt con. Để chú Dũng biết tại sao em nói với anh Đồng Sơn với chị Hồng Đào nghe. Tại vì tất cả các thí sinh gửi clip tới thì em là người coi và em là người duyệt. Thì đầu tiên em thấy có một cái thí sinh 78 tuổi thì con nói chứ ồ, mình phải có một cái thí sinh này để đa màu sắc đồ này nọ. Thì có gọi hỏi thăm chú thì chú chỉ nói chuyện rất là bâng quơ và chú chỉ nói rằng là chú hát cho vui vui thôi. Chứ con không có biết là chú đúng là một người giống như là gọi là stand-up comedy. Chú viết cả câu chuyện và chú biết lèo lách. Cái câu chuyện mà chị biết không, chú biết đến nỗi là cái chú câu chuyện thứ hai đó, chú kể cho em nghe là chú kể đời của chú. Nhưng mà chú nghĩ là bây giờ vô thi thì chú lại bắt là đi vô trong chợ ABC ra gặp hai người kia, chú đảo lại con cười liền. Tại vì chú biết là con đã nghe câu chuyện này rồi nên chú lại đảo một câu chuyện mà chú nói là đây hai người này, chú đem ra một cái mới rất là hay. Và con nghĩ rằng chú, con thương chú à, I love you. Con không thể nào mà không cho chú một cái mặt cười nữa. Và ba mặt cười chú quá xuất sắc. Và ba mặt cười đã giúp cho chú Dũng mang về giá trị giải thưởng là 200 đồng. Chúc mừng chú. Yeah. Giờ có 200 đồng rồi, mình thi nữa không chú? Thi nữa chứ. À, thi nữa chứ hả? Dạ. Và thưa chú, nếu như mình chinh phục được vòng 3, mình sẽ có ngay một chiếc vé vào bán kết. Nhưng nếu như chú thất bại ở vòng 3, không mang về bất kỳ một mặt cười nào, đồng nghĩa chú sẽ ra về trắng tay. Chú có suy nghĩ kỹ chưa ạ? Khỏi cần suy nghĩ, cũng kỹ rồi. Dạ, tại chú bây giờ tiền già nhiều mà chú đâu có ke nữa đâu mấy cái đường này. Khi ra đi là đã không hẹn ngày về rồi, thành ra không tới luôn. Rồi, chú sẵn sàng chứ nào? Ấn tượng của chú Dũng tuyệt vời. Và 90 giây dành cho chú Dũng. Bây giờ là một bà vợ người miền Nam than phiền về ông chồng. Chồng tôi tào lao nhất trên đời, hơn 60 tuổi rồi mà còn ham đua đòi và đi rong khắp nơi, trốn giết nhà đi chơi. Khi đi chơi thì đâu có hẹn giờ về, khi không cho đi thì than ốm đau về về. Ngồi nguyên ngày ôm miết cái tivi, ban đêm thì thao thức với computer. Computer chồng tôi biết thiệt là nhiều chuyện, cho nên ông nhà tôi cứ ôm nó liền liền. Nhiều đêm dài thao thức triền miên, để sang ngày mắc mớ không lên. Đôi ba khi chồng đi xí xón ngoài đường, năm ba phen nhậu say tem hương là thường. Vợ con thì đi kiếm khắp nhà thương, chồng tôi thì ngồi ngóp dưới đường mương. Dạ, dạ hết. Một tràng pháo tay dành cho chú Dũng. Con chúc mừng chú đã hoàn thành phần thi của mình. Nhưng vấn đề của chúng ta là không có bất kỳ một chiếc mặt cười nào đang hiện hữu trong suốt quá trình chú thi. Xin mời lắng nghe giám khảo mà thường xuyên chấm về âm nhạc, giám khảo Đồng Sơn ạ. Nói về vấn đề mà cuộc thi này thì cháu thấy cái sự xuất hiện của chú là một cái gì đó rất là đáng quý. Nội cái tuổi tác của chú và cái sự mà người ta gọi nó thẳng ra một câu là giống như là rừng càng già càng cay á, là chính xác là chú đó. Chú làm như chú tích lũy cái cuộc đời, cho nên là chú có những cái ứng xử vô cùng tuyệt vời mà cháu thấy cháu ngạc nhiên luôn. Cháu thấy là cứ ai nói cái gì là chú đều đáp lại một những câu rất là có duyên. Nói về cái phương diện mà âm nhạc thì chú làm cho cháu không còn có cảm giác là chú làm nhạc chế nữa. Chú làm một cái bài nhạc mà gọi là cháu nghe giống như là một cái nhạc trào phúng vậy, chứ không phải là một cái nhạc chế nữa, cho nên là cháu đánh giá rất cao những cái mà ý tưởng của chú đặt vào những cái bài nhạc. Cháu sẽ tặng chú một cái cười. Rất cảm ơn giám khảo Đồng Sơn ạ. Dạ. Và với giám khảo Hoài Tâm thì như thế nào ạ? Con thì con nghĩ là khi mình yêu một ai đó rồi, người ta làm bất cứ một cái gì đó mình cũng yêu. Bây giờ con mắc cười, con nhìn chú, có gì con cũng thấy chú làm nó đáng yêu. Và con thật sự là nó không phải là đáng yêu nữa mà con thấy chú dí dỏm. Con không biết là hồi lúc trẻ tại sao mà chú, chắc có thể là chú chỉ thích văn nghệ thôi. Vậy vì nhịp phách đồ này nọ là chú rất là rành. Chú hay là một cái người rất là yêu văn nghệ, mà chắc con nghĩ là do chú không có cái cơ hội để làm việc bên văn nghệ thôi. À, tôi yêu văn nghệ lắm nhưng mà văn nghệ không có yêu tôi thì đó, chết chịu. Nữa chết nữa. Trời ơi, giống như anh Sơn nói, cái những cái gì mà chú hóm mà chú tuyệt vời lắm. Dạ, cảm ơn anh. Mặt cười nữa chú à, con không tiếc một mặt cười. Dạ, cảm ơn. Chính cái chỗ chú hát không tới rồi chú bị break in nhiều chỗ thì cái đó mới là cái điều để mà làm cho cháu mắc cười. Dạ. Nha, mấy chỗ đó là tôi cố tình break vậy. Dạ, dạ. Có tính toán à? Chú cho con hỏi là hồi thời trai trẻ chú có đào hoa không chú? Chú có nhiều người yêu không? Tôi thì tôi không biết, nhưng mà vợ tôi thì nói tôi đào hoa. Nhưng mà tôi không biết. Con kinh nghiệm thế này là cái người phụ nữ họ hay bị thuyết phục, họ hay bị gục ngã bởi vì cái sự dí dỏm của một người đàn ông. Con có một người bạn đó, một cô em đó, thì cô yêu một cái anh chàng đó, mình không hiểu tại sao mà yêu. Thì cô nói ủa tại sao mà em lại yêu cái anh chàng đó, thì cô nói là tại vì ổng làm cho tôi cười. Thì con nghĩ là cái nụ cười nó cũng nó cũng là một trong những vũ khí mạnh mẽ khi mình đi cua bồ, cua đào, đúng không chú? Thì con nghĩ là liên hệ từ, tại vì chú quá duyên dáng, mà cái duyên dáng của chú con lại thấy nó đầy nét văn chương trong đó, đầy cái sự yêu thương trong đó khi mà chú hát. Cho nên là vì sao mà Sơn không có một cái tâm lý là đây là nhạc chế, bởi vì những lời của chú nó rất là sát với thực tế, nó sát với đời sống của vợ chồng, của con cái, của tất cả của gia đình trong đó. Cho nên là con rất là mê cái những tiết mục này của chú. Và tất nhiên là hai người đã cho rồi thì con cho làm gì, đúng không chú? Tại vì lần nào chú cũng pass, đúng không? Để không chú... kệ, cứ cho tôi yên tâm. Trời ơi, thôi để chú yên tâm. Trời ơi, chú ơi, chú Dũng. Rồi, chú Dũng ơi, với ba mặt cười này, chúc mừng chú đã mang về cho gia đình mình 600 đô. Rồi, cảm ơn cháu. Và chú ơi, với sự yên tâm này vừa rồi, với mặt cười thứ ba đến từ giám khảo Hồng Đào, thì chú có tự tin bước vào vòng cuối cùng để lấy giải thưởng 1.000 đô không ạ? Hay chúng ta có thể hoàn toàn dừng ngay tại đây, ra về với 600 đô? Thật ra thì tất nhiên tiền bạc cũng quan trọng, nhưng mà hôm nay tôi đến đây không phải cái mục tiêu là tiền, nhưng vẫn có tiền thì vẫn hơn. Tôi nói cái gì cũng ăn chắc mặc bền, nhưng mà đó là khi tôi còn trẻ cơ. Bây giờ già rồi, chơi tới luôn, có đủ tiền xài rồi, bây giờ có thêm 500, 1.000 cũng không có cái gì quan trọng hết. Cho nên là chơi luôn rồi, đi tiếp luôn. Cái bài này thì cũng là nói lên một phần cái sinh hoạt của những cái người lớn tuổi như tôi, mà nó cũng vui vui. Tôi xin kể lại một phần đời của tôi. Tôi xin hát cái bài Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng. Tất nhiên là tôi cũng đổi lời, chứ không phải là nhạc chế. Tôi rất cảm ơn giám khảo Đồng Sơn đã không gọi cái bài hát tôi đặt ra là nhạc chế. Tôi vẫn thường hay nói với bạn bè, những cái bài nhạc đó là nhạc đổi lời, chứ không phải chế. Tại vì anh không có chế cái gì cả, anh mượn lời, anh mượn nhạc người ta thôi. Thì đây là một cái bài nhạc đổi lời từ bài Ngàn Thu Áo Tím. Ngàn Thu Áo Tím. 90 giây của chú, bắt đầu. Ngày chưa quen em, anh sống hơi bừa bãi, vịt quay, heo quay, fast food ăn thoải mái. Cuộc sống tiếp nối nhiều tháng năm, thích ăn gì cứ ăn, vẫn thấy mình sống nhăn. Từ khi yêu em bắt ăn cơm gạo lứt. Vì đang yêu em, anh cũng ăn nhưng mà tức. Gạo lứt nấu cỡ nào nó cũng dai, chót yêu thì cố nhai, biết bây giờ trách ai. Em nghe ai bắt anh ăn gạo lứt, em nghe ai còn muốn anh ăn trường trai. Anh van em chớ nên nghe lời ai, bắt anh đi vào gym exercise. Nhờ em canh me, ăn uống anh từ tốn. Nhờ em control, cholesterol anh giảm xuống. Đường xuống, huyết áp cũng xuống êm. Tấm thân này nhờ có em, không có cái gì còn dám lên. Và kết thúc 90 giây. Chúc mừng chú. Nãy giờ thì chắc con không biết, tại vì con để quan sát rất nhiều, không thấy một mặt cười nào. Nhưng nụ cười trên môi được thể hiện rất rõ. Thì không biết người phụ nữ duy nhất luôn chăm chú nhìn chú Dũng từ đầu giờ tới giờ có cảm nghĩ như thế nào? Thì chú duyên dáng, chú tài năng, chú giỏi giang, chú đẹp trai, chú hát nhạc thay lời chứ phải nhạc chế, tất cả mọi thứ đó là chú có quá nhiều ưu điểm rồi. Và con lại thấy ở trong chú có cái này nè chú rất ư là tôn trọng phụ nữ. Con nghĩ là chú là người trung tình, không biết là trực giác con có đúng hay không. Và qua cái bài hát đó rõ ràng đây là một người đàn ông vô cùng tôn trọng phụ nữ. Và cái điều đó là cái điều mà con rất mê ở chú. Dạ. Và mê như thế thì là con cho có mặt cười liền chứ có cái gì đâu ạ. Beautiful chú. Xin cảm ơn giám khảo Hồng Đào. Cũng nhờ tôn trọng phụ nữ tôi mới còn sống sót tới bây giờ. Cô có đi coi không chú? Cô có ngồi dưới không? Dạ, dạ không ạ. Tại sao vậy? Sao không mời cô đi coi chú? Đành phải chia sẻ một chút là nhà tôi đã mất 6 năm nay rồi. Ồ, dạ, con xin lỗi. Dạ, con xin lỗi. Dạ, dạ không sao ạ. Tôi rất cảm ơn sự thông cảm của quý vị. Dạ. Ồ, dạ, dạ. Con cảm ơn, nhưng mà con nghĩ là những cái lời vợ tôi dạy vẫn còn bàn bạc ở trong đầu. Dạ, dạ vâng, dạ. Lúc nào tôi cũng ngoan. Thì con nghĩ cô sẽ là người hạnh phúc nhất. Dạ, vì đã có chú. Dạ. Dạ. Xin lắng nghe lời nhận xét từ giám khảo Hoài Tâm ạ. Con chỉ muốn định hỏi chú Dũng rằng là tại vì những cái bài hát mà chú thay lời, đổi lời như vậy đó, con thấy nó rất là cập nhật. Nó không phải là những cái bài mà chú đã sáng tác kể như là 20 năm, 30 năm về trước. Nó rất là thật, như chú dùng cả tiếng Anh thả vào trong đó. Cho nên là con không biết là cho chị hỏi thêm là chú viết riêng cho chương trình này, cho chương trình The Next Comedians này không? Hay là cái này chú viết khoảng bao lâu rồi? Con chỉ muốn biết thêm vậy thôi. Tôi viết nhiều cái bài nhạc đổi lời này lắm. Hồi xưa mỗi khi bị vợ tôi rầy đó, tôi buồn thì tôi lại viết ra một bài. Đôi khi bà khen đó, tôi lại cao hứng, tôi cũng viết ra một bài. Vậy tổng cộng là chú có bao nhiêu bài rồi? Chắc cũng cỡ chừng 15-16 bài. Nhưng mà nếu mà tuyển lựa ra thì được chừng khoảng 10 bài. Thí dụ như vậy. 10 bài là mình đủ đi vô tới vòng bán kết, chung kết. Nhưng mà một chục bài đó là được khen nhiều hay là bị rầy nhiều chú? Tôi là thuộc loại buồn vui lẫn lộn, thành bây giờ tôi không có nhớ lúc nào là bài bị rầy hay là lúc nào là bài được khen. Con cực kỳ yêu thích cái phần ứng xử của chú, rất tuyệt vời. Con nói rồi, đã yêu là coi như yêu cho tới nơi chốn luôn, một cái mặt cười nữa. Cảm ơn nghệ sĩ Hoài Tâm. Xin mời giám khảo Đồng Sơn đưa ra lời nhận xét ạ. Bài thi này của chú, cháu xác nhận với chú một điều là chú đặt lời rất hay. Chú dùng cái lời mới cho những cái nhạc mà một cái bài hát mà không ai nghĩ ra là bài Ngàn Thu Áo Tím. Thì đó là một cái idea rất là hay. Chú có nói một câu là tôn trọng phụ nữ cho nên chú mới sống đến được bây giờ. Thì cháu sẽ học hỏi câu đó của chú. Và cháu tặng chú một cái cười. Và xin chúc mừng chú Dũng đã giành được giải thưởng cao nhất của chương trình The Next Comedian vòng tứ kết. 1.000 đô dành cho chú. Cảm ơn MC. Xin phép bắt tay giám khảo. Cảm ơn nhạc sĩ Đồng Sơn. Dạ, chú hay quá luôn. Cảm ơn Hồng Đào. Dạ, cảm ơn Hồng Đào. Tối nay tôi về không ngủ được. Không phải ngủ chứ chú, lấy thức vô. Lấy thức vô chờ bán kết với chú. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hồi nãy trứng chú bị bể một nửa hả chú? Tôi nói bị, nếu mà cho tiền không phải một nửa đâu, bẻ nguyên lố luôn. Đây đây, để giúp mua trứng lại. Cảm ơn Hồng Đào. Có thêm 100 đồng mua trứng. Lần đầu tiên chú được thấy những cái sinh hoạt, những cái hoạt động của hậu trường. Các anh cameraman rồi máy này máy kia máy nọ rất là nhộn nhịp. Và chú chưa bao giờ chú hình dung ra được như vậy. Cái thứ hai đó là cái không khí của ban giám khảo, ban tổ chức với ban giám khảo. Ban tổ chức thì rất chu đáo, săn sóc các thí sinh. Còn ban giám khảo thì rất là chan hòa, ôn tồn và rất là tâm tình chia sẻ với thí sinh. Thì cũng rất vui là hôm nay được ban giám khảo chấm cho đậu được lãnh phần thưởng cao nhất trong ngày. Thì đầu tiên là trong bụng rất là vui, trong lòng rất là vui và cảm thấy hãnh diện. Hôm nay về có chuyện để khoe với con, với cháu ở trong nhà hay là với bạn bè. Thì cũng rất là cảm ơn tất cả các nghệ sĩ trong ban tổ chức, các anh em kỹ thuật cũng như là các MC, cháu với ba show rất là duyên dáng. Con hy vọng là chú sẽ bước sâu hơn nữa và tiến vào chung kết luôn để giành giải thưởng 10.000. Xin cảm ơn thương hiệu công ty mỹ phẩm Hương Thị đã đồng hành cùng chúng tôi tài trợ cho chương trình này. Xin chào ạ. Là ai? Mà nụ cười mới say vui trong phút giây, người kế tiếp sẽ là ai?